Mới nhất, Mạnh Quỳnh và Tuyết Nhung lấy đi nước mắt của hàng nghìn khán giả ở sân khấu Thúy Nga BBN133. Trong đêm diễn hôm nay, hàng nghìn khán giả đã bật khóc vì Tuyết Nhung và Mạnh Quỳnh đã có một màn trình diễn về tình cha con vô cùng cảm động. Tuyết Nhung được mặc một bộ trang phục rất giống Phi Nhung. Khi em vừa xuất hiện trên sân khấu, khán giả vỡ òa vì rất ngạc nhiên. Hình tượng này của em khiến hàng nghìn người không cầm nổi nước mắt. Chuyên gia trang điểm Nhật Bình, bạn thân nhất của Phi Nhung, người đã giúp Phi Nhung thoát nạn bên Mỹ, đã chia sẻ, anh đã gục xuống. Khi thấy màn trình diễn của Tuyết Nhung trên sân khấu, Mạnh Quỳnh đã rất căng thẳng trước đêm diễn, bởi đây là lần đầu tiên bạn diễn của anh là một người lạ khác. Phi Nhung ơi! Ôi vậy đó hả? À, chị Phi Nhún á. Chị Phi Nhún á. Anh cứ chọc anh lúc nào anh cũng đè hàng á. Mày đi mày cũng lúc nào mày cũng nhún rồi. Em nhún rồi nè. Bà đi không bao giờ bà đi yên được anh. Đúng rồi. Bà đi vậy chứ. Lúc nào cũng vậy. Đúng rồi. Anh, ủa, chứng tỏ sao hả? Anh đi Nhung đi là từ xa Nhung đi lại cho em coi coi đi có coi, nhún không ạ? Đúng không? Đi lại coi. Bình thường đó nha. Đi bình thường nha hai ba. Hả? Ủa vậy hả? Có nhún. Nhún nhẹ, nhún nhẹ, nhún nhẹ. Không có nhẹ, không có nhẹ. Trời ơi. Nó lộn mấy người đè hàng cái gì nhìn nè vậy. À bây giờ xuống đây Nhung ngồi đây, chị Nhung ngồi đây. Chị Tài, xe chỗ cho em ngồi coi. Người đàn ông gì mà không có bao giờ lịch sự à? Sao lại qua vậy? Xích quá, xích quá, xích quá. Người đàn ông không có lịch sự. Về Mỹ mà còn không lịch sự nữa. À, đây là chị Phi Nhung chỉ mới vừa. Đây là con Phi Nhún á. Ủa anh nhún mà ta. Không có, có. Nhưng mà quý vị thấy không? Phi Nhún nhưng mà tính tình như Phi Thiền vậy đó, bà bài vậy đó. À vừa rồi anh về Cam Ranh có ghé mộ mẹ. Anh còn ghé với em thôi. Chị Phi còn ghé luôn hả? Còn có thiếu bất giết. Không, thôi bây giờ cái show này nó hấp dẫn hơn là cái đó. Ghê lắm. Tại sao? Cái này là thâm cung nội chiến thì gia đình nội loạn nè. Chị nghe nó nói lâu lắm không đi thăm mộ mẹ là quýnh. Ây da. Đánh thiệt, đánh thiệt. Đánh thiệt, đánh thiệt. Tại em bận đi làm chứ mà. Quýnh con bị nhún nè. Nhưng mà em mấy đứa em chợ đưa tiền đó, nó đi về nó mua đồ. Đi rồi. Nhung. Thăm mộ vẫn đẹp mà sạch sẽ lắm. Dạ. Ở Nghĩa Trang Hoàng Nghĩa là yên tâm mà. Nghĩa Trang Hoàng Nghĩa Cam Đức là yên tâm. Giờ là Cam Đức. Xém chút xíu nữa là em anh thành vợ chồng. Cái bụi lôi, mày nằm mơ đi nha Nhung. Xí nhờ đó. Đứa nào cũng già giờ. Hồi xưa là anh Hoài Linh yêu đơn phương chị Phi Nhung. Có không? Có yêu đơn phương, bà Phi Nhung yêu đơn phương tôi. Trời ơi. Cái đó nói ra con gái nó hơi nhục nhưng mà thiệt. Trời má anh thích em làm con dâu anh. Vậy thôi, con dâu thích nhưng mà bà là bỏ bụng mắm tôi rồi. Không, nhưng mà bây giờ là chị Phi Nhung chỉ đi theo anh Mạnh Quỳnh trở lại rồi. Chị đã trở nói lại tình xưa với Mạnh Quỳnh rồi. Nói lại tình xưa là cuộc đời của chị. Bởi vì chị chân chuyên quá mà. Chị chân chuyên quá mà. Cái này cũng hát Mạnh Quỳnh luôn rồi. Cái này hát với Mạnh Quỳnh. Đó. Anh chân chuyên cuộc đời. Mày chân chuyên hả mày? Cuộc đời em nó chân chuyên quá. Bây giờ nó lỡ thời. Bởi vậy Mạnh Quỳnh mới viết một bài hát. Mà kỳ này hát cho Thúy Nga đó. Là bài hát là giống như là em bị lỡ thời vậy đó. Rồi không ai cưới rồi Mạnh Quỳnh qua Mỹ đi trước. Tình con gái ế. Bài hát được mang tên tình con gái ế. Ủa, có không? Có. Tình cô gái ế hả? Tình cô gái ế. Thì đó, tình cô gái ế. Như là nói em là lỡ thời, bây giờ không ai cưới thì Quỳnh về Mỹ. Và giờ Quỳnh sẽ làm hôn thú giả. Với lại vợ của Quỳnh. Quỳnh nói vậy đó. Nên đó là Quỳnh làm hôn thú giả. Xong rồi Quỳnh về lại Việt Nam. Rồi bắt đầu Quỳnh mới cưới em. Đó là cái câu chuyện nó là như vậy. Nghe hấp dẫn quá. Rất là bi đát. Mà trời cho em là đóng khung em luôn là một cô gái ế. Nhưng mà lần này chị Phi Nhung được vào vai gái trẻ. Thấy đẹp thì, à. Mới có 30 hả? Mà nói em là ế làm sao? Chị mới có 30 hả? Nói sao? Mấy cưng nói sao chị? 30 hả? Chị già. Có ai nó không phải kìa. Không già chứ chị không có già nha. Cái đầu của chị rất là ngây thơ và hồn nhiên. Chị lúc nào cũng chị là 30 hết trơn đó. Lúc nào cũng 30. Thôi nói chung là tập trung lại nè. Mời quý vị ngày mai, tối mai 26 Tennis Lake Casino and Hotel ở tại Minnesota. Đó. Với lại buổi trưa Chủ nhật 27. Chủ nhật thì nhấn mạnh Chủ nhật. Chủ nhật. Quý vị nào bận thứ 7 thì Chủ nhật đi coi buổi trưa. Coi buổi trưa xong rồi về ngày thứ 2 là ngày Memorial Day. Nghỉ lễ nữa. Wow. Khán giả nói là chị Phi Nhung 30 tuổi 18 năm trước nè. Chết rồi. Thấy không? Thấy không? Ai vậy? Em đẹp nè.
À Hoàng Nguyễn gì nè. 30 tuổi rồi. Sai rồi. Vô xe về đi chứ. Vô xe về. Ông vô xe của em nè. Bây giờ đó khán giả hỏi là chị Nhung Paris Man em có 26 này có bao nhiêu tiết mục? Ghế mày kêu vô xe của mày. Hỏi gì kìa? Shop về nè. Shop. Hỏi cái gì kìa? Hỏi gì? Khán giả hỏi là Paris Man lần này chị Nhung có bao nhiêu tiết mục? Bao nhiêu tiết mục? À chị hả? Nhiều lắm. Chị đóng nhiều lắm tới biết. Nhiều lắm không có nhớ. Đóng... mình nó ôm hết rồi. Em ơi, chị nó ngồi trên ghế mà nó thấy nó đi nó ngồi trên ghế mà nó kêu vô xe của nó là vô xe cái gì. Trời ơi, em đang mời khán giả tới. Phải đọc tiếng Anh là share. Dạ dạ em vô share. À chị ơi, lần trước chị lên livestream với chị Kỳ Duyên á, chị chưa có bật mí là cái tiết mục của chị lần này với anh Mạnh Quỳnh là happy ending hay là có được về cùng một nhà không hay là lại phải chia tay như những tiết mục kia. Ủa là anh bốn đó, là anh bốn. Hình như chia tay hả? Thì đã nói cái câu chuyện đó là đợi em phải đợi Mạnh Quỳnh về. Bây giờ là coi như là em đợi Mạnh Quỳnh về, Mạnh Quỳnh cưới. Tại vì Mạnh Quỳnh phải qua Mỹ, rồi Mạnh Quỳnh ly hôn với vợ, rồi bắt đầu mới về Việt Nam cưới em, đưa em qua. Nhưng bây giờ nó nói nếu mà em mà muốn cưới nó là em phải đi cắt mắt, mà em tính cắt như vậy thôi. Cắt ghê đẹp không? Em nói hồi nào anh tự nói. Này cái này là Hoài Linh nói chứ không phải Duyên nói. Đó. Nâng. Nó chờ 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 nha mà tới 35 năm nữa. Tại vì lúc lúc cái mặt ổng vậy nó đẹp. Căng nha mặt. Là lúc thích ổng là cái mặt ổng bị ổng căng bây giờ mà ổng già luôn. Đâu già đâu mà già. Chưa già, chưa già lắm đâu. Căng lên vậy thôi là đẹp á. Được á. Mặt đẹp. Em nghĩ đẹp á. Bốn, trời đẹp có bốn rồi. Đẹp quá. Trời ơi. Thời bữa bây giờ tôi đã nói là thời bữa bây giờ là tuổi tác không có thành vấn đề, có tiền mới là quan trọng, đi làm gì, làm đẹp. Con trai bây giờ cũng làm đẹp quá trời. Wow. Đúng. Bây giờ tao không dưỡng da, tao để tiền tao dưỡng già. Xuất sắc, xuất sắc. Nhưng mà bây giờ tóm lại nha quý vị, là thứ bảy tuần này là vở hài kịch với thứ bảy tuần này nói chị cho xa bà nói chị cho ngày xa mai, bà, mai. Ngày mai ngày mai tomorrow dạ, em mai, có lỗi của em xin lỗi nữa tomorrow ngày tomorrow night tomorrow night tomorrow night tomorrow night tomorrow night yeah Sunday afternoon and Sunday in the afternoon Sunday afternoon afternoon Sunday in the afternoon afternoon Sunday afternoon Sunday start at 1 o'clock quá đầu lót à Sunday anh Hoài Linh sẽ hát song ca với Hoài Lâm đó, và có một cái bài Hoài Lâm sẽ hát chung với Phi Nhung tiếp tục đóng tại đóng mẹ ba với mẹ. Có cái cấu trúc đội hình của gia đình thì nó hơi rối bây giờ. Bây giờ quý vị đừng quan tâm, cứ tới được rồi. Bây giờ là em chỉ nựng con em thôi. Bây giờ em mới kêu Hoài Lâm đó, em định Hoài Lâm cho vậy là làm sao mà lấy bốn bằng được, để ông già rồi không ai lo. Bảy quá chứ bốn giờ già rồi em lo bốn nhận kẻ căng lại, căng lại mắt nữa trời đó. Ơi mắt là mắt độc lắm nha đó. Mắt là tăng lên thôi đi ông coi. Nói lại là quý vị tối mai với lại trưa mốt ở tại Misfit Casino and Hotel ở tại Minnesota. Yeah. Em đi ăn cơm đây. Bye bye. Bye đi. Tóm lại là em sửa lại vậy được không? Được. Em làm sao không đẹp với chúng mình thiệt. Hết hồn, hú hồn vậy đó. Chị đẹp quá mà, chị Tài. Vậy là tiếng Mỹ. Bỏ vợ đi. Tiếng Mỹ nó kêu là beautiful. Beautiful. Nứt màn hình điện thoại em luôn rồi. Trời ơi. Mới nói xong mình nứt đi. Đẹp bằng tôi hả? Không em đợi em. Không nhưng mà mấy em đi đâu vậy? Chị Nhung căng cái mặt lại. Chứ nói cái này đi. Bây giờ đi căng nữa. Căng nha. Hả? Đi căng nha. Sao em thấy trong này đẹp quá vậy ta? Căng quá, chuyện nó té khá màu luôn em ơi. Thôi mình trở lại với chuyên môn đi. Không thôi vô đó là bị la hết bây giờ. Nói tóm lại. Chuyên môn là ngày mai đó. Ngày mai hát, ngày mai chủ nhật, ngày mai thứ bảy đó, chủ nhật. Bây giờ là quý vị là đang rất là mong đợi sự trở lại của Phi Nhung và Mạnh Quỳnh. Thì lần này cuối cùng Phi Nhung và Mạnh Quỳnh đã trở lại với nhau trong Paris Band 126, một cái bài tân cổ Mạnh Quỳnh viết riêng cho Phi Nhung. Tình dữ vậy đó hả? Tình lắm. Cái cặp này tình từ lâu rồi. Đó, tưởng tượng chịu nổi không? Hay vậy cầm ta. Chưa cầm ta. Chồng không có tình đâu. Sao nhiều chuyện vậy? Trời ơi. Ra mới vào chuyện. Rồi chồng không có tình. Lưới này tôi giữ nè. Tình nhân. Còn là người yêu lúc nào cũng có rất là nhiều Việt Nam mà không nhiều chuyện đó. Tóm lại bây giờ là quý vị phải liên lạc ngay với lại những chỗ bán vé để mà mua vé để xem là Phi Nhung và Mạnh Quỳnh cuối cùng sau là mười mấy năm có happy ending với nhau hay không, và Hoài Linh và Hoài Lâm sẽ song ca như thế nào, và không với lại Phi Nhung đóng chung với Hoài Lâm với Hoài Linh nữa. Có nữa hả? Có
Ok. Đây, đáng lấy cái dây này là của anh nhưng mà em đẩy anh ra rồi em vô. À trời ơi. Đó. Em muốn bây giờ nó giờ chót, giờ chót chị. Giờ nó Merito. Giờ chót Merito. Nó làm không là báo vậy. Tháng tháng 9 rồi mình làm ở đâu? Las Vegas. Las Vegas tôi chỉ tài hát mà. Tháng 9 mình chân dạ mà. Về buổi kiện đó. Đâu đi vô đâu vậy? Em sai nhiều lắm nha. Em sai nhiều lắm nha. Bẻ chân gà. Dạ, bẻ chân gà. Tháng 9. Tháng 9. Tháng 12 là Las Vegas. Tháng 12 mới là Las Vegas. Thôi bây giờ nói túm lại là quý vị hãy liên lạc ngay với trung tâm Thúy Nga là 714-894-5811 hoặc là liên lạc với Bom. Bom Music. Đây. Bom Music 612-872-8004 đọc đi bà Nhung. Chút xíu nữa chị Nhung đã Bom nè. Chị Nhung Bom nói nè. Đi. Xin liên lạc trung tâm là Bom là Bom Music là 612 và 872-8004. Đại lợi, đại lợi 612-874-6300 và trung tâm Thúy Nga 714-894-5811. Dạ. Mà nhớ quý vị mặc bây giờ không không nữa, không nữa. Trời ơi. 15 tuổi mà dám giả 16 tuổi kìa. Hỗn láo quá. Bây giờ à, ăn một chiếc tài trẻ quá không. Chứ. Chút xíu nữa 6 giờ chị Nhung chạy ra đại lợi ra Bờ Music á. Chạy bây giờ nè. Mạnh Quỳnh. Ai vậy hả? Yes. Ok, bây giờ chị Nhung đi ăn lên đi rồi tí nữa trở lại với lại anh Mạnh Quỳnh. Mặc cái gì? Nói lớn lên đi. Không. Không. Ai trời ơi, con hứng sáng. Nói xong rồi không có là chết tôi. À mà Phi Nhung có 5 cái CD đem từ bên Việt Nam qua là 5 cái CD là 10 với lại những cái tiếng hát của con Phi Nhung, Hồ Văn Cường, em Phú Quý, Quỳnh Trang, Thiên Ngân, Tuyết Nhung với chủ đề là thương và hiểu, hiểu và thương do quý thầy lựa chọn cho em làm cho trường. Bài hát toàn là về mẹ không thôi. Nên ai mà tới sớm gặp Phi Nhung mà Phi Nhung sẽ tặng 5 cái CD đó. Em đem theo có 5 cái. Phi Nhung rồi và Mạnh Quỳnh. Trời đất ơi, đúng 500 cái. Một chút xíu nữa. 2 ngày mà có 5 cái. Có 5 cái mà nên ai thứ 7 bây giờ, em. Bây giờ chép được không? Không, em tặng ra ngày Chủ nhật đi. Chủ nhật đi, Chủ nhật đi. Chủ nhật đi. Chủ nhật ngày hơn. Như vậy thì quý vị phải mua vé và đặc biệt là vé ngày Chủ nhật. Bây giờ là với sự bảo trợ của Long Milash Spa Trang Nhiều Phú được giảm 20% tiền vé. Wow. 20% tiền vé. Cộng thêm 5 CD. Cộng thêm 5 CD của Phi Nhung nữa. Rất nhiều, 5 cái lận. 5 cái lận. Cho nên là first come, first serve. Không có 5 cái CD của Phi Nhung á thì rất là phải nói là rất là có giá trị, là tại vì trong chùa làm ra cho Phi Nhung chứ em Phi Nhung không có in, không có gì hết. Đây là chùa tự làm. Mà muốn có 5 CD thì phải mua cái vé bay 2.000 mấy qua đây. Chùa giác ngộ tự làm cho. Đúng không? Dạ. Muốn có 5 CD tức đang có hiện bây giờ phải tốn 2.000 mấy tiền máy bay. Em biết rồi, bữa bây giờ lên mạng nghe cũng được, nhưng mà bây giờ mình có cái CD trong tay, CD gốc trong tay thì nó lại hay hơn. Mystic. Nó có cái kỷ niệm nhiều hơn. Vậy thôi, chứ giờ em đâu có nói xa đâu. Rồi, mà bây giờ nè, anh Trung Dân chừng nào mới biết một cái hài kịch cho chị Phi Nhung đâu? Vợ đậu tiếp đi. Không, vợ đậu, vợ chồng, vợ chồng. Không biết nữa, bây giờ về, vợ đậu mình đã làm rồi, nhớ chưa? Bây giờ là cũng hành trình 35 năm, ở Las Vegas. Sẽ có một cái tiếp mục Bùi Kiệm, gia đình họ Bùi. Đây là Bùi, em làm Kiều Nguyệt Nga. Kiều Nguyệt Nga, ở đây là Bùi ông. Tôi là Bùi ông, đây là Bùi con nè, Bùi con là anh Chí Tài. Vì sao nổi hai ông này trời, chắc tôi cười chắc trở luôn. Rồi, em khê, em đóng hề, em đi đóng hài luôn. Rồi, em in đi đóng hề luôn. Nhưng mà bây giờ trước khi mà nói đến cuốn kế tiếp, bây giờ nói cuốn này thì anh Trung Dân viết một cái kịch với một cái huyện Trần Hai làm khoai củ phải không? Đúng. Rồi. Cái tên là nghe là đã mắc cười rồi chà. Nghe là thấy là trời ơi rồi đó. Thì Phi Nhung và Mạnh Quỳnh sẽ có mặt ở Bờ Music với Dương Triệu Vũ nữa, sẽ có mặt ở Bờ Music. Bây giờ anh Trung nếu mà không có gì thay đổi thì cái hành trình 35 năm ở Las Vegas thì có Hoài Linh tôi sẽ viết cho Hoài Linh cái vai là Võ Thể Loan. Thôi và bây giờ mình sẽ phán một mí về cái cuốn kế tiếp đi. Cái đó là cái tiệc chiêu đó. Ông Trung Dân mà ông viết thôi khỏi nói luôn, đóng cười rồi. Anh đóng giận đậu đó, ông viết đó chứ ai. Hai chục mà cái gì? Cứ mười cái nào lớn hơn. Mà chúng chị đóng. Thì mà chị cũng, thật sự cũng ngu thiệt. Mới mình nghĩ mới đầu,
cái ông nói chứ giờ tao hỏi mày cái 10 cái 20 cái nào lớn hơn, viên cái 20 lớn hơn thì đó thì 10 mày cứ lấy là 10 cái vàng mày đổ ra 20 chỉ đi mà coi cái nào lớn hơn. Mình cũng tại em có bao giờ mua vàng đâu, lúc tập em cũng nghĩ là thiệt không á, là bởi vậy không, cái là tập... chính vì chị nghĩ là thiệt cho nên nó mới hay. Thì đó lúc tập nghĩ thì mà nhưng mà ông cho tập nhiều, ông mới kẹo sơ qua xong cái mình nghĩ chắc không có gì đâu, cái tối bắt đầu diễn luôn, tập buổi trưa buổi tối diễn luôn, thế là coi em bị dính luôn cái vai đó. 10 số 20 cây em ngồi em cãi cho bằng được vậy đó. Anh mà em cũng nghĩ ngu dốt quá, thiệt luôn á, cuối cùng đâm ra là mình ngoài cũng thực sự nói cũng dễ tin thiệt. Mà em có bao giờ mua vàng đâu? Mua đồ không phải không? Không luôn. Tại vậy bố bây giờ mình không có luôn, trong đời em không có bao giờ. Khán giả từ đầu tới cuối bao giờ thấy Phi Nhung mà đeo hồi xưa mới đi hát rồi còn đeo được cái gì chứ bây giờ là đi khỏi luôn. Đây nè, anh ai ảnh một đùm hột sòn luôn đó. Đùm đâu đùm. Không con nè, có hai vợ chồng mà có hỏi tiền làm đâu. Giúp được ai? Giúp người ta hết rồi. Giúp ai? Giúp ai? Livestream này đã trở thành đại hội vạch mặt. Giúp cái làng quay cũ. Livestream này đã trở thành đại hội vạch mặt. Bây giờ đại không giờ bây giờ như giờ trong ngày 6 giờ để gặp mặt quý vị ở Bờ Music với Mạnh Quỳnh và Dương Triệu Vũ nha. Rồi để cho chị Phi Nhung đi, bây giờ để anh Hồng Trung Dân xuống đó là sau đây mình out livestream cho mọi người đi ăn lên nào. Rồi đi chợ Việt Nam đi. Hẹn 6 giờ nha, ở Bờ Music nha. Đẹp rồi. Ai chụp đi. Em nứt màn hình rồi, bây giờ muốn nứt thêm đường nữa không? Rồi nãy giờ ăn có nói nhiều không? Nhưng mà anh Chí Tài chưa nói à? Có, đã nói rồi. Nói rất là nhiều. Anh Dân là lẽ mình đang chia sẻ về cái kịch mình bị mất sóng đó. Đúng rồi, chia sẻ là bây giờ là... Thôi cảm ơn Phi Nhung nha. Bây giờ...